Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học tiếng Việt lớp 3 mới, sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 30, những ngọn hải đăng, trang 138 đến trang 140. Chúng mình cùng tham gia khởi động, nói về những người làm công việc canh giữ biển đảo của Tổ quốc. Đó chính là những chú hải quân làm những ngự là những người ngày đêm canh giữ biển đảo của đất nước. Các chú giữ cho vùng biển của đất nước ta được bình yên. Dù công việc rất vất vả, nhưng các chú vẫn luôn nỗ lực, không ngừng. Đó không chỉ là tình yêu nghề, mà còn là tình yêu quê hương đất nước. Và đây chính là hình ảnh minh họa. Chú lính hải quân đang canh giữ biển đảo, canh giữ ngọn đèn hải đăng. Và đây chính là bức tranh minh họa cho bài đọc hôm nay. Những ngọn hải đăng, đó chính là những ngọn đèn ở ngoài biển khơi. Bây giờ chúng mình cùng nhau đọc bài với cô. Những ngọn hải đăng hay đèn biển là ngọn tháp được thiết kế để chiếu sáng bằng hệ thống đèn, giúp tàu thuyền định hướng đi lại giữa đại dương. Chỉ cần nhìn thấy ánh sáng hải đăng, người đi biển sẽ cảm thấy yên tâm, không lo lạc đường. Những ngọn hải đăng được thắp sáng bằng điện năng lượng mặt trời, nhưng khi năng lượng yếu thì phải lập tức thay thế bằng máy phát điện để những ngọn đèn chiếu sáng đêm đêm. Những người canh giữ hải đăng phải thay phiên nhau kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên. Có những đêm mưa gió, họ phải buộc dây bảo hiểm quanh người, treo lên đỉnh cột đèn xem xét. Bất kể ngày đêm, mưa nắng, trời yên biển lặng hay giông tố bão bùng, họ luôn sẵn sàng khắc phục mọi sự cố. Ngọn đèn biển không bao giờ tắt trong đêm, là nhờ công sức của những người canh giữ hải đăng. Với lòng yêu nghề, yêu biển đảo, quê hương, họ đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ, nơi biển khơi xa vắng, góp sức mình bảo vệ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc. Sơn Tùng. Chúng mình cùng luyện đọc bài theo mẫu chữ viết. Chúng mình có thể bấm dừng video để chúng mình luyện viết chữ đẹp vào vở ô ly. Những ngọn hải đăng hay đèn biển là ngọn tháp được thiết kế để chiếu sáng bằng hệ thống đèn, giúp tàu thuyền định hướng đi lại giữa đại dương. Chỉ cần nhìn thấy ánh sáng hải đăng, người đi biển sẽ cảm thấy yên tâm, không lo lạc đường. Những ngọn hải đăng được thắp sáng bằng điện năng lượng mặt trời, nhưng khi năng lượng yếu thì phải lập tức thay thế bằng máy phát điện để những ngọn đèn chiếu sáng đêm đêm. Những người canh giữ hải đăng phải thay phiên nhau kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên. Có những đêm mưa gió, họ phải buộc dây bảo hiểm quanh người, treo lên đỉnh cột đèn xem xét. Bất kể ngày đêm, mưa nắng, trời yên biển lặng hay giông tố bão bùng, họ luôn sẵn sàng khắc phục mọi sự cố. Ngọn đèn biển không bao giờ tắt trong đêm là nhờ công sức của những người canh giữ hải đăng. Với lòng yêu nghề, yêu biển đảo quê hương, họ đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ, nơi biển khơi xa vắng, góp sức mình bảo vệ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc. Sơn Tùng. Chúng mình luyện đọc từ khó: lạc đường, điện năng lượng, mưa nắng, biển lặng. Chúng mình đọc lại. Chúng mình luyện đọc câu: hải đăng hay đèn biển là ngọn tháp được thiết kế để chiếu sáng bằng hệ thống đèn,
giúp tàu thuyền định hướng đi lại giữa đại dương. Với lòng yêu nghề, yêu biển đảo, quê hương, họ đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ nơi biển khơi xa vắng, góp sức mình bảo vệ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc. Bài Những Ngọn Hải Đăng được chia thành 3 đoạn. Đoạn 1 từ đầu cho đến Không Lo Lạc Đường. Đoạn 2 tiếp theo cho đến Khắc Phục Mọi Sự Cố. Đoạn 3 là phần còn lại. Chúng mình bấm dừng video để luyện đọc từng đoạn. Xong chúng mình lại bấm tiếp theo. Từ ngữ định hướng có nghĩa là xác định phương hướng. Điện năng lượng mặt trời là nguồn điện được tạo ra từ ánh sáng của mặt trời. Chúng mình chuyển sang phần trả lời câu hỏi. Câu 1, nêu lợi ích của những ngọn hải đăng. Chúng mình đọc thầm bài để trả lời. Lợi ích của những ngọn hải đăng là giúp tàu thuyền định hướng đi lại giữa đại dương mênh mông. Câu 2, những ngọn hải đăng được thắp sáng bằng gì? Những ngọn hải đăng được thắp sáng bằng điện năng lượng mặt trời, nhưng khi năng lượng yếu thì phải lập tức thay thế bằng máy phát điện. Câu 3, những người canh giữ hải đăng phải làm việc vất vả như thế nào? Em có suy nghĩ gì về công việc của họ? Những người canh giữ hải đăng phải làm việc vất vả, thay phiên nhau kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên. Có những đêm mưa gió, họ phải buộc dây bảo hiểm quanh người, trèo lên đỉnh cột đèn xem xét. Bất kể ngày đêm, mưa nắng, trời yên biển lặng hay giông tố bão bùng, họ luôn sẵn sàng khắc phục mọi sự cố. Em cảm thấy rất khâm phục, biết ơn và tự hào về tinh thần yêu nước, yêu nghề của họ. Câu 4, sắp xếp các ý dưới đây theo trình tự bài đọc. Ca ngợi những người canh giữ hải đăng, vai trò của những ngọn hải đăng, công việc của những người canh giữ hải đăng. Chúng mình sẽ sắp xếp các ý theo trình tự bài đọc là 1. Vai trò của những ngọn hải đăng. 2. Công việc của những người canh giữ hải đăng. 3. Ca ngợi những người canh giữ hải đăng. Đây chính là nội dung của 3 đoạn ở trong bài đọc. Nội dung chính của bài đọc Những Ngọn Hải Đăng nói về những ngọn hải đăng ngoài biển khơi, về vai trò to lớn và cách những ngọn hải đăng có thể hoạt động. Đó là sự đóng góp to lớn của những người canh giữ hải đăng, những vất vả mệt nhọc. Nhưng với tình yêu nghề và yêu biển đảo quê hương, họ vẫn luôn cố gắng không ngừng để vượt qua những khó khăn ấy. Đó chính là nội dung của bài đọc. Chúng mình chuyển sang tiết viết. Chữ hoa M, chữ hoa N và từ ứng dụng Mũi Né. Mũi Né là một địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đồng tháp 10 cò bay thẳng cánh, nước tháp 10 lóng lánh cá tôm. Câu ứng dụng là câu ca dao ca ngợi vẻ đẹp của Đồng Tháp 10, vùng đất thuộc miền Tây Nam Bộ nước ta. Đó là vùng đất rộng mênh mông, sông nước dạt dào, có nhiều tôm cá. Tên riêng chúng mình viết hoa. Và đây chính là hình ảnh Mũi Né, là một địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Khi nào có dịp chúng mình sẽ cùng đến để tham quan du lịch Mũi Né. Đồng Tháp 10, vùng đất thuộc miền Tây Nam Bộ nước ta,
Đó là vùng đất rộng mênh mông, sông nước dạt dào, có nhiều chim, tôm cá. Chữ M viết hoa cao 2 ô ly rưỡi. Viết nét móc từ dưới lên, hơi lượn sang phải. Chuyển hướng đầu bút để viết tiếp nét thẳng đứng. Cuối nét hơi lượn sang trái một chút. Viết tiếp nét thẳng xiên hơi lượn ở hai đầu. Viết nét móc ngược phải. Ta được chữ M viết hoa. Chữ N viết hoa cao 2 ô ly rưỡi. Viết nét móc ngược trái từ dưới lên hơi lượn sang phải. Chuyển hướng đầu bút để viết nét thẳng xiên. Chuyển hướng đầu bút viết nét móc xuôi phải từ dưới lên hơi nghiêng sang phải. Ta được chữ N viết hoa. Chúng mình viết hai dòng chữ hoa M cao 2 ô ly rưỡi. Sau đó chúng mình viết hai dòng chữ hoa N cao 2 ly rưỡi. Và viết hai dòng từ mũi né viết hoa. Sau đó viết câu ca dao: đồng tháp 10 cò bay thẳng cánh, nước tháp 10 lóng lánh cá tôm. Mũi né tháp 10 chúng mình viết hoa và đầu dòng thơ chúng mình viết hoa. Chúng mình bấm dừng video để viết. Viết xong chúng mình lại bấm tiếp theo. Ở đây màn hình của cô hẹp cho nên cô viết một dòng chữ M, một dòng chữ N. Còn khi viết vở chúng mình viết hai dòng chữ M, hai dòng chữ N. Chúng mình chuyển sang phần luyện từ và câu. Bài 1. Xếp các từ ngữ in đậm trong đoạn thơ dưới đây vào nhóm thích hợp. Từ ngữ chỉ sự vật, từ ngữ chỉ hoạt động. Vậy từ in đậm là từ sáng, biển, sóng, thức dậy, cõng, đèn biển, đứng, sương, đoàn tàu. Vậy những từ in đậm này thì từ nào là từ chỉ sự vật? Từ biển, sóng, đèn biển, sương, đoàn tàu. Đó là những từ ngữ chỉ sự vật. Thế còn từ ngữ chỉ hoạt động, đó là từ thức dậy, cõng, đứng. Bài 2, tìm thêm những từ ngữ chỉ sự vật trong đoạn thơ trên. Đoạn thơ trên cô chiếu lại để chúng mình quan sát. Ngoài những từ chúng mình đã tìm được rồi, thì còn từ nào chỉ sự vật ở trong đoạn thơ? Đó là từ dã tràng, khăn. Còi. Đó là những từ chỉ sự vật. Vậy những từ chỉ sự vật ở trong đoạn thơ này, đó là từ biển, sóng, dã tràng. Biển, sóng, đèn biển, sương, đoàn tàu, dã tràng, khăn và còi. Từ ngữ chỉ hoạt động là thức dậy, cõng, đứng. Bài 3 hỏi đáp về sự vật hoạt động được nói đến trong đoạn thơ. Ví dụ mẫu: cái gì lắc ông trời thức dậy? Dã tràng làm gì? Đặt câu để hỏi về sự vật thì sẽ có từ để hỏi là từ cái gì. Đặt câu hỏi về hoạt động thì sẽ có từ làm gì để hỏi về hoạt động. Hỏi về sự vật chúng mình sẽ sử dụng từ cái gì. Hỏi về hoạt động chúng mình sẽ sử dụng từ ngữ làm gì. Ví dụ, sáng ra cái gì hóa trẻ con? Sóng lắc ông trời làm gì?
Cái gì cõng nắng lon son? Đèn biển đêm qua làm gì? Cái gì đêm qua nhấp nháy? Cái gì đứng quấn khăn sương? Bây giờ đèn biển làm gì? Cái gì thả một chuỗi còi thân thương? Đoàn tàu làm gì? Đó, khi hỏi về sự vật, chúng mình sẽ có từ cái gì ở trong câu hỏi. Khi hỏi về hoạt động, sẽ có từ ngữ làm gì ở trong câu hỏi. Chúng mình sẽ thực hành. Chúng mình trình bày. Bây giờ chúng mình chuyển sang phần luyện viết đoạn. Bài 1. Đọc bức thư dưới đây và trả lời câu hỏi. Nội dung bức thư: Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2018. Chú Thành yêu quý, đã lâu chú không về thăm nhà, sắp đến Tết rồi. Ông bà nội, bố mẹ cháu và cả cháu đều rất nhớ chú. Dạo này chú có khỏe không ạ? Ở trường xa mùa này có mưa bão nhiều không chú? Bố mẹ cháu bảo cuộc sống ngoài đảo rất thiếu thốn, khó khăn, nhưng các chú vẫn sẵn sàng bảo vệ biển trời Tổ quốc. Cháu rất tự hào về chú. Chú Thành ơi, cả nhà mình đều khỏe. Bố mẹ cháu vẫn đi làm từ sáng sớm đến chiều tối mới về. Buổi sáng, ông đưa cháu đi học, còn bà thì đi chợ. Ngày nào ông bà cũng nhắc đến chú đấy. Ước gì cháu được ra đảo thăm chú. Cháu chúc chú và tất cả các chú bộ đội đảo Trường Sa luôn mạnh khỏe. Cháu của chú, Nguyễn Phương Nga. Chúng mình suy nghĩ để trả lời câu hỏi A. Nga viết thư cho ai? À, Nga viết thư cho chú Thành. Dòng đầu bức thư ghi những gì? Chúng mình quan sát dòng đầu của bức thư nào? À, dòng đầu bức thư ghi địa điểm, thời gian và lời xưng hô chào hỏi với người nhận thư. Đoạn nào trong bức thư là lời hỏi thăm? À, đó là đoạn 1 là lời hỏi thăm. Đây là đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3. Đoạn 1 là lời hỏi thăm. Đã lâu chú không về thăm nhà, sắp đến Tết rồi. Ông bà nội, bố mẹ cháu và cả cháu đều rất nhớ chú. Dạo này chú có khỏe không ạ? Ở Trường Sa mùa này có mưa bão nhiều không chú? Vậy đoạn 1 chính là lời hỏi thăm. Đoạn nào trong bức thư là lời Nga kể về mình và gia đình? À, đó chính là đoạn 3. Đoạn 1 này, đoạn 2 này, đoạn 3. Đoạn 3 chính là lời Nga kể về mình và gia đình. Chú Thành ơi, cả nhà mình đều khỏe. Bố mẹ cháu vẫn đi làm từ sáng sớm đến chiều tối mới về. Buổi sáng, ông đưa cháu đi học, còn bà thì đi chợ. Ngày nào ông bà cũng nhắc đến chú đấy. Vậy nội dung đoạn 3 là lời Nga kể về mình và gia đình cho chú Thành biết. Nga mong ước điều gì và Nga chúc chú như thế nào? Đó chính là đoạn cuối. Ước gì cháu được ra đảo thăm chú. Cháu chúc chú và tất cả các chú bộ đội đảo Trường Sa luôn mạnh khỏe. Đó chính là nội dung của đoạn cuối. Bài 2. Trao đổi với bạn. Em muốn viết thư cho ai? Trong thư em sẽ viết những gì? À, ví dụ em muốn viết thư cho Nam, một người bạn cũ. Trong thư em sẽ viết lời hỏi thăm Nam và gia đình, kể về những việc xảy ra xung quanh em. Em rất nhớ Nam và chúc Nam luôn học thật tốt. Hoặc em muốn viết thư cho các bác, cho bác của em đang sinh sống và làm việc xa nhà. Trong thư em sẽ hỏi thăm tình hình sức khỏe và công việc của bác, kể cho bác nghe về gia đình và mời bác về quê chơi, vân vân.
Chúng mình sẽ viết thư cho bạn bè, người thân của mình đang ở xa. Bài 3 dựa vào những điều đã trao đổi với bạn. Em hãy viết 3 đến 4 câu hỏi thăm tình hình của người nhận thư. Ví dụ, đã lâu rồi cháu không thấy bác về thăm nhà. Ông bà và mọi người nhắc đến bác nhiều lắm. Bác dạo này có khỏe không ạ? Công việc của bác ở đó vẫn thuận lợi phải không ạ? Vân vân. Chúng mình chuyển sang phần vận dụng, tìm đọc câu chuyện, bài văn, đoạn thơ về một nhân vật được mọi người quý mến, cảm phục. Ví dụ bài thơ ông bác sĩ, áo quần ông trắng, mũ cũng trắng tinh, ông cười tươi tắn, rất đỗi thiện tình, ông săn sóc bệnh, ân cần hỏi han, thuốc ông mang đến, vết thương chóng lành, mũi tiêm ông chích, nhẹ nhàng không đau, tay ông bắt bệnh, ấm êm thế nào, ơi ông bác sĩ, ông như mẹ hiền, cứu người khỏi bệnh, ông là ông tiên. Hoặc bài bác lái xe bệnh viện, một đoạn trích. Chiếc xe cấp cứu chở mẹ của Từ đi bệnh viện. Bác lái xe ngồi trước tay lái, nét mặt bình tĩnh. Bác nhìn qua người bệnh rồi cho xe chuyển bánh. Chiếc xe lao đi khá nhanh mà rất êm. Thỉnh thoảng xe chạy chậm lại vì vướng những xe phía trước. Rồi xe lại lướt lên như mũi tên. Bác lái xe rất vững tay lái. Hình như bốn bánh xe chưa hề cán lên một viên sỏi nhỏ hay một mẩu cây khô. Xe sắp sửa gặp ổ gà là bác lái tránh được ngay. Qua mỗi chỗ rẽ, tiếng còi xe lại nổi lên như muốn nói: xe cấp cứu đây, các bạn nhường đường dùm nhé. Xe đến bệnh viện, các cô y tá đẩy băng ca đưa mẹ của Từ vào phòng cấp cứu. Bác lái xe xách theo đôi guốc đưa cho cô y tá: của bệnh nhân đấy chị ạ. Rồi bác lên xe. Từ chưa kịp cảm ơn bác lái xe bệnh viện. Theo Trần Thanh Địch, ổ gà là chỗ lõm xuống trên mặt đường, gây khó khăn cho xe cộ đi lại. Và đây là hình ảnh xe cứu thương. Đến đây là hết rồi. Các bạn hãy bấm like và nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của cô Lan, để nhận được thêm nhiều video nữa của cô. Các bạn có thể bấm vào trang YouTube cô Lan Hải Bối xem danh sách phát. Ở trong danh sách phát có rất nhiều bộ video cô Lan đã sắp xếp theo hệ thống kiến thức. Chúng mình sẽ chọn một bộ video trong danh sách phát mà chúng mình muốn học để chúng mình xem. Hoặc chúng mình có thể bấm vào đường link ở dưới phần mô tả. Cô đã gửi đường link bộ video toán tiếng Việt lớp 3 mới. Hoặc chúng mình bấm tên bài học, rồi bấm thêm chữ cô Lan Hải Bối, thì chúng mình sẽ tìm ngay được video của cô để học. Xin chào và hẹn gặp lại.